Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. 10 việc bắt buộc phải làm trong đời, việc thứ 5 vận vào ai trong chúng ta cũng đúng. Trong số 10 việc dưới đây, bạn đã thực hiện tốt những việc gì? Nếu câu trả lời là 10 trên 10, bạn đã hội tụ đủ các yếu tố để có một cuộc sống nhiều người ao ước. Bạn có đang cảm thấy phiền muộn vì cuộc sống của mình quá nhạt nhẽo vô vị? Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai, thế nên hãy tận dụng triệt để mỗi ngày, nắm bắt thời gian để thực hiện thật tốt 10 việc nhỏ dưới đây. Chúng sẽ giúp gia tăng gia vị một cách hiệu quả cho cuộc sống của bạn. 1. Vận động, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Vận động nhiều là việc làm đầu tiên và quan trọng nhất trong số 10 việc có thể giúp mỗi chúng ta bổ sung thêm niềm vui trong cuộc sống. Tại sao ư? Bạn hãy thử nghĩ xem liệu có đúng là chỉ mỗi khi chúng ta thực sự khỏe mạnh về cả thể trạng và tâm hồn, chúng ta mới có thể sống và làm việc một cách tích cực, mới có thể hoàn thành tất cả những việc khác một cách dễ dàng. 2. Có một công việc thực sự yêu thích. Triết gia người Pháp René Descartes có một câu danh ngôn rất ý nghĩa rằng: "Tôi nghĩ nghĩa là tồn tại." Còn những người yêu thích nhiệt thành với công việc thì nói rằng: "Tôi làm việc, nghĩa là tôi tồn tại." Làm việc là một việc tốt ở đời, chỉ cần bản thân cảm thấy công việc đó làm cho bạn vui là được. 3. Bỏ thời gian ra để gặp gỡ bạn bè. Bạn cảm thấy buồn tẻ và chán chường, cuộc sống bị công việc bủa vây. Hãy thu xếp và bớt chút thời gian đi gặp bạn bè, hãy tiêu xài trọn vẹn quãng thời gian đó vào việc chuyện trò với những người bạn thân. Sự tương tác, giao tiếp qua lại giữa người và người có thể sẽ mang đến niềm vui cho cuộc sống của bạn. 4. Sống đến già, học đến già. Học những thứ mình yêu thích là phương pháp làm giàu cho bản thân một cách trực tiếp nhất. Mỗi năm, hãy đặt ra mục tiêu cho mình phải đọc hết 20 cuốn sách. Hãy hình thành thói quen tốt, luôn mang theo một cuốn sách bên mình mà mình thích thay vì chỉ xem điện thoại, lướt web. Sống đến già, học đến già, làm giàu cho bản thân theo cách này không bao giờ là muộn. 5. Bận đến đâu cũng cần dành thời gian ở bên gia đình, nhà và khách sạn. Về mặt vật chất có thể đều thoải mái, dễ chịu như nhau, nhưng hãy nhớ nhà có người nhà, người thân, còn khách sạn thì không. Nhà có tính vĩnh cửu, còn khách sạn chỉ có tính tạm thời. Thế nên mỗi chúng ta cần phân biệt cho rõ, hiểu cho rõ, đừng coi nhà là cái khách sạn hay nhà trọ. Bận đến đâu cũng cần dành nhiều thời gian ở bên, quan tâm vun vén cho gia đình và người thân. 6. Bố trí thời gian đi du lịch mỗi năm. Việc này không chỉ giúp mỗi chúng ta mở rộng tầm mắt, mà khi đặt chân đến những vùng đất mới, chúng ta còn thu hoạch được rất nhiều thứ vô hình, cảm xúc, quan niệm, thái độ, lý tưởng sống. Rất nhiều thứ sẽ thay đổi tích cực sau khi bạn có những chuyến đi ấn tượng, được trải nghiệm những thứ mới mẻ mà mình chưa từng được biết đến. 7. Luôn giữ trong tim hai chữ cảm kích. Hãy dành thời gian quan sát con người, sự vật, sự việc xung quanh nhiều hơn một chút, luôn giữ trong tim hai chữ cảm kích và những suy nghĩ hướng thiện. Tâm thái đó tự nhiên sẽ ảnh hưởng tốt đến cách chúng ta ứng xử với mọi người, mọi vật, mọi việc xung quanh, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả cách người khác đánh giá bạn như thế nào. Đối xử tốt với người khác cũng là đối xử tốt với chính bản thân chúng ta. 8. Mỗi ngày làm một chút việc khác nhau. Thi thoảng, bạn có thể lên kế hoạch làm những việc mới mẻ một chút như ra nhà hàng ăn tối, đăng ký vào lớp tập gym, hẹn cà phê với bạn bè, tự thưởng cho mình một buổi đi mua sắm những thứ mình yêu thích, vân vân. Đừng gò bó cuộc sống của mình theo một thời khóa biểu cứng nhắc, hãy làm những việc khác nhau để cuộc sống trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. 9. Vào bếp làm một món nào đó phục vụ cho chính mình. Dù cho khả năng nấu nướng không tốt đi chăng nữa, bạn cũng có thể làm một vài món để đối đãi tử tế với cái dạ dày của chính mình. Hiện nay Internet phát triển, bạn có thể dễ dàng tham khảo những công thức nấu nướng từ trên mạng hoặc sách báo. Hãy thử làm một vài món. Việc này không chỉ đảm bảo cho sức khỏe của bạn, mà cũng có thể tạo cơ hội để bạn bè gặp mặt, thưởng thức,
thành quả lao động của mình. 10. Làm một số việc nhỏ nhặt. Hãy bớt chút thời gian để làm một số việc thú vị như cắt dán giấy, chụp ảnh, quay clip ngắn ghi lại sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả những chuyện vui, chuyện buồn. Nhiều năm sau xem lại, chúng ta có cái để hồi tưởng lại những chuyện buồn, chuyện vui đã qua đi. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng tìm hiểu một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn vào ba việc này sẽ thấy. Con người khi có phúc khí, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi dễ dàng. Nhưng làm thế nào để phúc khí tìm đến với chúng ta? Có lẽ nhiều người vẫn chưa thông suốt. 1. Phúc khí đến từ trạng thái tâm lý hài hòa, ổn định. Từ cổ chí kim, con người đều khát khao cháy bỏng có thật nhiều phúc khí trong đời. Nhưng bạn đã bao giờ từng nghĩ phúc khí là gì chưa? Người Trung Quốc cổ đại quan niệm rất cụ thể về phúc, biểu thị rõ ràng qua chữ viết tượng hình của họ. Có thể thấy bên trái chữ Hán này xuất hiện chữ Nhất, chữ Khẩu, chữ Điền, hàm ý một người có cơm ăn, có ruộng cày cấy là có phúc. Mặc dù trong xã hội ngày nay, không nhất thiết người người nhà nhà đều trồng trọt, nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó vẫn không hề thay đổi. Hạnh phúc thực sự rất đơn giản, nó hoàn toàn không đặt ra quá nhiều yêu cầu về mặt vật chất. Có mái nhà nương thân, có quần áo để mặc, có một công việc để làm, có bạn bè yêu thương chân thành, lẽ nào đó không phải là hạnh phúc ư? Chuẩn bị một tâm thái ổn định và đúng đắn, bạn sẽ luôn nhìn thấy hạnh phúc và phúc khí bao quanh. Có những người luôn cảm thấy mình không có phúc. Khi so sánh với mọi người xung quanh, cuộc sống, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình đều không bằng người khác. Thậm chí, ngay cả vợ chồng mình đều không hiền thục, thành công như vợ chồng người ta. Con mình cũng không thông minh như con nhà hàng xóm. Như thế bao nhiêu thứ tốt đẹp đều chạy đến chỗ người khác. Những chuyện may mắn đều bị người ta chiếm hết. Bản thân chẳng còn lại gì, sinh ra tâm trạng bất mãn với cuộc đời, cho rằng bản thân chẳng có lấy một chút hạnh phúc. Nhưng ít ai để ý rằng lòng ganh đua khiến cho người ta đau khổ. Tự lấy bản thân ra so sánh với những người giỏi giang hơn mình mà không có dũng khí, ý chí phấn đấu, không thể nỗ lực để đạt được trình độ giống như người ta, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ tự hổ thẹn, sinh lòng đố kỵ. Đời luôn là vậy, bạn ngưỡng mộ người khác có giày, nhưng có người lại ngưỡng mộ bạn chỉ vì bạn có chân. So sánh với người khác chẳng khác nào tự đặt bản thân mình vào tình cảnh khó khăn, không mang lại bất kỳ tác dụng thực chất nào. Vậy nên, mỗi người là một cá thể độc lập, hãy giữ một tâm thái vững vàng, ôn hòa tận hưởng phúc khí mình đang có, cố gắng vượt lên chính mình, thay vì nhìn vào người khác để đặt mục tiêu cho bản thân mình. 2. Phúc khí đến từ biết đủ, ít dục vọng. Trên thế giới có biết bao người khốn khó vì cuộc sống mưu sinh mà dốc cạn sức lực mỗi ngày chỉ mong đủ ăn. Nhưng cũng có những người lại lao vào công việc vì mưu cầu một cuộc sống nhiều tiện nghi và vật chất hơn. Có khi nào bạn tự hỏi rằng chẳng lẽ phú quý lại quan trọng hơn tính mạng con người? Ở đời không cần lo cơm ăn áo mặc, gia đình êm ấm hạnh phúc thì còn điều gì phải oán thán nữa? Thế nên, muốn hạnh phúc, trước hết bạn phải biết đủ, chỉ những người tự biết hài lòng với những gì mình có, giảm thiểu những ham muốn vật chất mới thực sự tìm thấy phúc khí. Thực tế, tất cả những điều bất hạnh, không vui vẻ trong đời đều là do bản thân mình tạo ra. Một ý nghĩ có thể cùng ta bay tới thiên đường, một ý nghĩ có thể đưa ta tới địa ngục. Mở rộng tấm lòng, thay đổi suy nghĩ, hạnh phúc sẽ nối đuôi tìm đến với bạn. 3. Tâm rộng lớn, phúc khí sẽ nhiều. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon, ngủ kỹ, nụ cười thường trực trên môi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tâm thái tốt, sức khỏe vượng, làm gì cũng như ý, ấy chính là người có phúc nhất. Hãy dành thời gian suy nghĩ về những hành động của bản thân, xem những hành động đó có ảnh hưởng tới phúc khí của mình hay không. Nhận thức sâu sắc được hành vi tư tưởng của bản thân, tìm ra thiếu sót, dùng trái tim để sửa chữa. Bởi trái tim là cội nguồn của phước lành, phúc khí có bên bạn hay không là ở tấm lòng của bạn. Những người có cái tâm rộng lớn sẽ không bị ngoại cảnh làm sao động, tấm lòng rộng mở, tâm tư an yên, mỗi ngày đều vui vẻ đối diện với cuộc sống, không cố chấp, không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
ôn hòa như người già, đơn thuần như con trẻ, trong sáng như dòng nước, thong song như đám mây. Những người như vậy, phúc khí hẳn vô lượng. Muốn là một người có phúc, cần học được tinh thần của chữ phúc, biết hài lòng với những gì đang có. Hạnh phúc vì có cơm ăn, áo mặc, có việc làm hàng ngày. Hãy để tâm hồn mình rộng lớn, hòa bình, vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trong đời để phúc khí luôn ở bên bạn. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, hãy luôn giữ tâm thế lạc quan và nhẹ nhàng trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời bạn nhé. Dẫu biết là rất khó, nhưng nếu cố gắng suy nghĩ một cách tích cực thì bạn sẽ thấy cuộc đời tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!